Vâng, sau đây xin mời quý vị và các bạn hãy cùng thưởng thức một nhạc phẩm rất quen thuộc. Nhạc phẩm được thể hiện bởi nam ca sĩ Quang Lê. Ca khúc được mang tên Cô Hàng Xóm. Xin mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe.
Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với kênh Hoàng Long Âm Thanh Số. Và lời đầu tiên em xin thay mặt cho tất cả các anh em công ty xin gửi lời cảm ơn chân thành và biết ơn sâu sắc tới tất cả các quý vị và các bạn đã tin tưởng và ủng hộ Hoàng Long trong suốt thời gian qua. Và không biết nói gì hơn, ở video này em xin phép được giới thiệu tới tất cả các quý vị một dòng sản phẩm mới của thương hiệu Jaguar Suzang. Đây là dòng sản phẩm chính hãng được nhập khẩu bởi công ty Komi. Với dòng sản phẩm này được tích hợp rất là nhiều tính năng hiện đại, có thể nói là hiện đại nhất hiện nay, từ tính năng revert, tính năng chống hú, tích hợp bộ xử lý tín hiệu số DSP. Model này có mã hiệu là KMS1204. Đây là dòng âm ly 4 kênh có sức mạnh là 1200W và chia đều cho 4 kênh, tương đương với mỗi một kênh là 300W. Và đây là công suất thực đủ để đánh được một đôi loa full bass 30. Như các bác thấy ở trên màn hình, em đang ghép với một cặp loa full bass 30 thương hiệu WeWork. Và một kênh còn lại em đánh với một đôi loa bãi Party Hall bass 25 đã có lần em giới thiệu trên kênh. Và quay trở lại với nhân vật chính, em xin giới thiệu sơ qua với các bác, đó là dòng sản phẩm này được tích hợp thêm tính năng revert. Như các bác biết là ở những dòng sản phẩm trước, tính năng eco với dòng Jaguar Suzang này nó đã rất là ngọt ngào, rất là hay rồi. Nhưng ở phiên bản này được tích hợp tính năng revert nữa, nó cho tiếng lời ca, tiếng hát rất là rõ ràng và sang trọng, chuyên nghiệp, dễ hát, giọng ca bay bổng và chỉ làm chúng ta muốn hát mãi không thôi. Như các bác thấy ở trên màn hình đây, đây chính là eco và bên cạnh đây là núm revert, cũng cho phép chúng ta chỉnh song song phối kết hợp giữa eco và revert, hoặc là chỉ tiếng revert không thôi, hoặc là chỉ tiếng eco, hoặc là cả hai, rất là hay. Phía bên này là hai núm chỉnh volume cho hai kênh 1-2 và kênh 3-4, cũng tương tự như dòng 506. Nhưng điều đặc biệt hơn nữa là ở đây chính là cổng cắt súp, cổng cắt cốt cho súp hơi hoặc súp điện. Các bác có thể đấu qua đường súp hơi cho loa súp nhà các bác, hoặc là lấy tín hiệu từ đây cho loa súp điện. Ví dụ trường hợp này em đang dùng súp điện, còn súp điện B3 ở dưới chân đây. Đó, đây là con B3 7817 bát úp đất, đã có lần em giới thiệu trên kênh. Nếu bạn nào mà chưa xem thì có thể xem lại trên kênh của em nhé. Để tiếp tục giới thiệu với các bác, bên này là nguyên về hiệu ứng, về chỉnh về hiệu ứng eco này. Đây là khoảng này chỉnh cho eco, và bên này là chỉnh cho revert, tính năng revert. Đây chính là cái chiều dài của tiếng vật, tiếng to nhỏ của tiếng vật mà các bác có thể tùy chỉnh. Một điều đặc biệt nữa ở phiên bản này, nó có tích hợp thêm tính năng chống hú, chính là nút FBX này. FBX này, ấn cái nút đèn này, đèn sáng, tức là tính năng chống hú đang được bật. Và em đang để ở chế độ maximum, tức là lớn nhất, giúp cho chúng ta không cảm giác khó chịu bởi những tiếng rú rít ở loa. Và một điều đặc biệt ở phiên bản này, nó rất hay ở chỗ là nó tăng khả năng chống hú nhưng không làm giảm đi tiếng mic, không làm giảm tiếng méo của mic. Nên một công nghệ rất là hay, rất là đặc biệt của Jaguar. Cho tới thời điểm hiện tại chưa có một âm ly nào có thể làm được. Và ngoài ra đây còn thêm những cái tùy chọn khác. Ở đây chính là Voice Improve, tức là nó nâng cái tiếng hát của chúng ta lên. Khi các bác ấn đèn này, đèn màu cam này nó sáng, thì có nghĩa là cái tiếng hát của chúng ta nâng sáng hơn so với cái nền nhạc, nâng rõ ràng, tách bạch hơn tiếng hát.
và nhả ra thì nó sẽ hòa quyện cả hai tiếng nhạc và tiếng tiếng mic của các bác, và không ưu tiên cái gì cả. Ngoài ra bên cạnh đây nó có những cái nút chỉnh Equi Preset cài đặt sẵn của nhà sản xuất. Bên đây là Remote Volume Range, tức là hạn chế cái biên độ đầu vào ấy. Quay trở lại với bên này, vẫn giống như các cái phiên bản trước thôi, nó gồm volume, chỉnh bass của mic, chung của mic và chép của mic. Với những dòng này các bác có thể nâng cái tiếng chép của mic cao lên mà không sợ bị rú, bởi vì dòng này đã tích hợp chung mũi rồi. Và nâng cái tiếng mic và tiếng tiếng chép của mic và tiếng chép của tiếng chung của mic sẽ làm cho tiếng hát của chúng ta rất là sáng và giọng hát đã được bay bổng hơn. Ngoài ra cái phần nhạc thì phiên bản này Jaguar Suzang cho phép chúng ta chỉnh thêm được cái giải low mid, tức là giải bass cao hoặc là trung thấp đấy, và là high mid nữa, tức là trung trung cao. Đó, cho phép chúng ta chỉnh chi tiết hơn. Tiếng nhạc sẽ được cải thiện đi rất là nhiều. Và sau đây em xin phép được giới thiệu chi tiết hơn về cái mạch bên trong. Ở đây là một phiên bản rất là đặc biệt, phải nói là công nghệ tiên tiến nhất hiện nay. Jaguar lần này sử dụng là mạch Clark, chạy rất là mát. Và số lượng sò để mà nói thì nó không có nhiều đâu. Chúng ta không nên hy vọng nhiều sò ở những cái công nghệ này. Ở đây em đếm 2, 4, 6, 8, 8 sò. Và các bạn thấy nhìn mạch như là mạch của điện thoại ấy, rất là nhỏ, toàn là sử dụng những linh kiện dán chất lượng. Và bên này là một cục nguồn xuyến, và tất nhiên là chúng ta có thể thấy nó rất là dày và to, đáp ứng đầy đủ cho công suất cho bốn kênh. Và đây là bộ phận nguồn, các bạn có thể thấy đây là hàng chính hãng của Jaguar Suzang. Vì nó chạy mạch Clark nên nhiệt lượng tỏa ra rất là ít. Em chạy khá là lâu rồi nhưng mà chỉ hơi ấm một chút thôi. Và dòng này thì nó không cần tới tản, không cần tới quạt gió luôn. Các bác không thể nhìn thấy quạt gió đâu cả. Đó, một điều rất là đặc biệt. Và đây là đằng sau. Đằng sau em xin phép được quay ngược lại video cho các bác thấy. Đó, gồm có các cái cổng tín hiệu vào này. Và đây là cái đường súp out này, cho loa súp hơi hoặc là loa súp điện nha các bác. Và đương nhiên là súp thì chỉ cần một đường tín hiệu là được. Bên đây là bốn cầu loa. Trở lại với các thông số kỹ thuật thì ở đây Jaguar công bố là công suất tiêu thụ điện là 1180W, nặng 15kg, và công suất đi ra là 1200W. Công suất này là công suất trung bình và 300W một kênh. Sách hướng dẫn sử dụng Jaguar. Đây là modem KMS1204DSP. DSP là tích hợp bộ xử lý tín hiệu số đó. Rồi sau đây quay lại cái nắp của con
con rau cua này. Có thêm một cái tem chống hàng giả. Và những bạn nào mà có nhu cầu muốn mua những âm ly này thì có thể liên hệ theo số điện thoại của bên em ở trên màn hình. Bên em sẽ ship hàng về tận nhà cho các bác. Đương nhiên là hàng chính hãng nên các bác khỏi lo về việc bảo hành. Lần nữa rất là cảm ơn các bác đã tin tưởng và ủng hộ Hoàng Long. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bác nhé.